sàn Dep mà nó ở bên ngoài nó nói là những cái sàn đó là cái sàn nó ngon hơn cả Binance, là bởi vì người người chơi người ta tự giữ tiền chứ không phải là như sàn Binance, sàn cặp chung thi cặp chung gì đó của nó. Các bạn hiểu hiểu cái quy tắc của những sàn đó. Bởi vì mặc định thằng sàn này nó đang giữ một cái khối lượng tiền của người chơi rất là nhiều, sau đó nó mới suy nghĩ bây giờ tao giữ tiền của cậu bay nhiều quá rồi, tao giữ tiền đám đông nhiều quá thì đằng nào lúc nào cũng một lúc nào đó cũng nó phải rút ra thôi. Nếu chỉ dựa vào phí giao dịch thôi á thì đời nào lấy được tài sản của mấy thằng này, nếu chỉ dựa vào phí giao dịch thôi thì đời nào lấy được tài sản của đám đông không ấy. Bây giờ tao mở thêm một cái giúp cho tụi nó giàu nhanh, để cho tụi nó nhanh cháy tài khoản. Cái việc của tao là tao ngồi một chỗ thôi, tao mở một cái trò gì đó cho tụi nó, giúp cho tụi nó giàu nhanh. Là cái việc của tao ngồi chỗ, tao gồng thời gian với nó, còn tụi nó gồng theo đường giá, tao gồng thời gian, gồng khoảng tháng 2 tháng, tự nhiên các tài khoản nó cháy mà nó hết rồi. Và tất cả cái tài sản của nó đang để trong này nè, nó sẽ là của mình. Nếu tôi là CZ tôi nghĩ như vậy á, tôi nghĩ tôi sẽ làm như vậy á. Và lúc đó các bạn biết không, CZ nó mới làm một cái sàn là Marine. Marine nó cho đám đông chơi buy sell các kiểu, long short các kiểu, và có người thắng có người thua. Người thắng họ rút tiền ra thì họ mới thắng, nghe chưa? Người thua thì mặc định để tiền lại. Người thắng họ thật sự họ phải rút tiền ra họ mới thắng, nhưng mà họ thắng mà họ không rút tiền ra, họ vẫn để lại trên sàn thì chưa chắc họ thắng. Những lệnh sau họ thua họ bị cháy, họ bị SL là họ mất sạch tài sản, họ bị thua. Vậy thì CZ nó mới ngồi nó suy nghĩ, nó nói là sẽ có luôn có một cái nhóm người, có hai nhóm người, một là một cái nhóm người thua mình lấy tiền của nó, cái nhóm người còn lại người ta thắng á thì được bao nhiêu người rút tiền, còn nó tham mà tụi nó vẫn sẽ còn để tiền lại trên sàn, còn nó chơi tiếp. Vậy thì mỗi cái việc thôi là mình chỉ còn ngồi rung đùi, mình ngồi chỗ của mình chả cần làm gì hết, mình chỉ cập nhật đường giá thôi, mình âm lệnh của nó, âm lệnh của nó chả cần làm gì hết. Nó chơi Marine càng nhiều là nhiều lắm, nó chơi được tháng 2 tháng à tài sản nó bay về mình hết, ok chưa? Đó là sàn nó làm như vậy á. Rồi bây giờ suy nghĩ tiếp nè, bây giờ làm sao để cho tài sản nó bay nhanh? Bây giờ nếu như mà tài sản của nó mặc định nó nạp vô sàn để nó nạp 1.000 đô, nó nạp vô sàn 1k nó đánh, mà bây giờ mình chơi Marine mà mình cho nó đòn bẩy, mà mình chơi Marine mình cho nó đòn bẩy mà, vậy thì nó đánh đòn bẩy x10 lên, có nghĩa là nó được quyền dùng 10.000 đô. Lúc đó 1k này của nó đánh x10 lên nè, ok chưa? Là lúc đó nó được quyền dùng 10.000 đô tương đương với 10k, vị thế của 10k nha, đánh với vị thế của 10k đó, để nó dùng, nó mua Oncoin, nó mua Luna, nó mua gì đó, nó mua rất là nhiều con Luna so với 1.000 đô phải mua được. Đó, cầu đồng bảy mà thà nó lời xong nó ngưng không nói, không nó lời xong nó chơi nữa, nó không rút tiền. Bây giờ từ 1.000 đô nó đánh nó ít 10 lên được 10.000 đô, và sau đó nó đánh lời được 2k, nó lời được 2k, ok chưa? Lúc đó cộng với 1k của nó là 3k hoặc là 2k. Nhưng mà ác cái thằng này nó chơi xong nó thắng đâu rút mới chết chưa, nó không rút, nó cầm 2k nó quay lại nó đánh tiếp một cái đòn bẩy x 10 nữa. Lúc đó thằng sàn nó nói là bây giờ tao lại phải cho mày bay thêm cái số lượng tiền lớn hơn nữa, mặc dù tao thừa biết tiền gốc của mày ngày đó chỉ có 1.000 đô thôi, tao cho mày đánh x 10 là tao cho mày bay thêm 9.000, bây giờ tài khoản mày lên 2.000 rồi, đúng không? Mày tự nhiên mày để gốc lại 1.000, mày đánh mày dùng 2.000 đó mày đánh tiếp, mà điều 2.000 đó mà ít 10 lên nữa là thành 20.000. Lúc này là 20.000. Vậy thì vốn mặc định ban đầu của một cái thằng nó đang chơi nó chỉ có 1.000 đô thôi, bây giờ về lâu về dài thằng sàn nó phải ứng ra tới 10, nó ứng ra tới 19.000 để đủ vị thế 20.000 cho nó đánh, tại vì đánh ít 10 và nếu nó đánh ít 50 thì chết nữa. Sàn nó nói bây giờ không lẽ tao nói với mày là không, mày đừng có ứng nữa, mày ứng nữa tao phá sản, tiền tao có ứng cho mày hoài. Nó không nói như vậy, nó nói bây giờ ta sẽ nói bằng kiểu khác, à, ta sẽ nói bằng kiểu khác, nó canh giật cái râu xuống rút lên, thấy chưa? Nếu thằng này nó buy hay nó sell gì đó, thằng sàn nó chỉ làm mỗi cái việc thôi là khuyến khích của nó đánh đòn bẩy càng lớn, cho nên vừa rồi thằng sàn và Binance nó thua lỗ rất là nhiều. Ví dụ Luna mới có cái trò là nó đang suy xét nó up cái đòn bẩy lên ít 500 lần, mà đánh BTC hay đánh on coin ít 50 coi là muốn tắt thở rồi. Nó giúp nó khuyến khích lên cái đầu mà ít ít càng lớn như vậy, rõ ràng nó cướp tiền đám đông nó còn gì nữa.
nhiều người mừng lắm. Thực ra tôi nhìn cái đó là tôi thấy là thằng này nó đang tài chính nó đang có vấn đề, nó mới nghĩ đến cái chuyện là nó ăn thịt đám con của nó. Nếu nó thật sự nó khỏe mạnh, nó không cần phải ăn thịt cái đám con nó đang nuôi, cái đám gà nó đang nuôi, tài chính nó đang có vấn đề, nó mới nghĩ đến cái chuyện nó làm thịt bớt cái đám đó. Cho nên khi mà một cái người mặc định, nếu như đối với người chơi mà họ chơi họ không rút lãi, nhất là margin, họ chơi đòn bẩy, họ lại vay mượn một cái lượng tiền lớn của sàn, mặc nhiên sàn bắt buộc phải giết cái đám này bằng cách này và cách khác. Cho nên chính vì như vậy sẽ có râu, sẽ có râu nó kéo xuống, nó giật lên các kiểu rút lên. Cho nên các bạn đánh future ở bên Binance, các bạn sẽ thấy có những cái đặc sản của nó mà chart spot không hề có, chart spot không có, chart margin nó cũng chả có. Future và margin bên Binance nó sẽ như vậy. Vậy thì nhưng margin nó khôn lanh, nó nói không, bây giờ tao chơi như vậy là mày chơi không fair, mày vừa cầm tiền spot của đám đông, mày tức là mày vừa cầm tiền tôi khóc thật, mày lại dùng chính cái tiền đó mày đẩy giá xuống hoặc là mày đẩy giá lên, cái mày cướp cái tiền còn lại của anh em, chơi gì không fair. Bây giờ nếu chơi margin tao phải lấy bình quân giá của bốn sàn lớn, ok chưa, phải bốn năm sàn lớn tổng lại. Tại vì nếu như mà mày có chơi cái trò mafia đó, mày có chơi cái trò đó, mày sàn lớn mày chơi trò đó, thì nếu mà lấy giá của mấy thằng sàn khác á, nó bình quân lại, nó không bị giết. Hiểu nguyên lý đó chưa, nó không bị giết. Cái trò này thật ra các bạn biết không, đối với bên chứng khoán á, nó làm hoài à. Gần đây nhất là nó mới làm một dấu nữa và nhà nước dịnh nó, thật ra nó thẳng luôn, trước đó làm nó làm cá lão một mình, nó làm hoài luôn. Nhưng mà cái gì, tại vì không muốn nói, nó dính đến nhiều thứ bên trong, nhiều ông lớn bên trong đó không muốn nói. Nó chứng khoán những cái thằng như mà nó, các bạn những cái thằng tay to nó sở hữu một cái lượng cổ phiếu chính của nó nha, nó dùng cái lượng cổ phiếu của nó đẩy qua cho những cái thằng sàn phái sinh, thằng sàn phái sinh mới đem cái lượng cổ phiếu đó để cho người ta chơi bằng đòn bẩy, hiểu không? Có nghĩa là chính nó tuồn cổ phiếu ra cho cái đám phái sinh, nó bán tháo, bán đám phái sinh nó mới kiếm người chơi để chơi đòn bẩy để bán tháo ra, và cây trái nó sell trước rồi nó đánh sọt xuống, cây phải nó đem chính hàng của nó cho bọn sàn để bọn sàn bán tháo ra, hiểu không? Bán tháo ra thì thị trường nó sập, thị trường nó sập thì nó ăn hai đầu, nó ăn phí của nó ăn phí từ cái việc mà đem hàng của nó cho bọn sàn phái sinh vay, nó ăn được phí đó. Một mặt tay trái nó bán tháo ra giá xuống, nó lụm, nó đưa gom được mớ tiền nữa. Cho nên cơ bản cái người chơi của chúng ta là người thiệt nhất. Cho nên tôi hay khuyên các bạn là đừng bao giờ không hiểu rõ cái nguyên lý của nó, đừng có dại dột mà chơi margin và future. Tức là future bên Binance nó có râu ghê lắm, chúng ta phải hiểu cái nguyên lý gốc gốc đó, để ít ra chúng ta có chết chúng ta cũng biết lý do rồi. Các bạn biết tại sao vừa rồi mình nói chứng khoán nó sẽ giảm cực mạnh luôn á, giảm sắp mặt lờ luôn á, mà những nơi khác là phân tích chạc rồi, người ta nói là cái việc mà tăng lãi suất qua rồi việc dừng thị trường phục hồi lại, nhưng ra là không đâu, tại vì đơn giản lắm, nhắc cái này nhắc lại hôm trước có nói bên cộng đồng, đơn giản là khi thằng Fed nó tăng lãi suất, chúng ta có bốn tầng bậc nhà cái, nhớ không? 1, 2, 3, 4. Chúng ta có 4 tầng bậc nhà cái, nhớ không? Một khi cái thằng nhà cái lớn nhất á, nó quyết định, nó vặt lông là nó lụm thằng số 2, nó khai thác thằng số 2, nó tăng lãi suất, nó thu tiền. Thằng số 1 nó sẽ không có rảnh mà nó thu số 4 tiền, thu tiền số 4 đâu. Nó thu tiền, nó sẽ thu tiền mấy thằng to làm số 2 nè. Ok chưa? Nó tăng lãi suất. Lãi suất, thằng số 2 là thằng nhiều tiền mà. Ví dụ như thằng số 4 mà đi vay ngân hàng 1 triệu, nhưng thằng số 2, thằng số 3 nó vay 1 tỷ, 1.000 tỷ, 10.000 tỷ, cho nên chỉ cần nhích nhẹ lãi suất một cái thôi là mệt mỏi liền. Cho nên một khi mà chúng ta nhìn thấy là thằng Fed nó tăng lãi suất thì thằng số 1 nó đang lụm tiền số 2. Thằng số 2 nó mà bị hụt tiền, nó chắc các bạn luôn là nó sẽ đi lụm thằng số 3. Thằng số 3 bị hụt tiền nó sẽ đi lụm số 4. Cho nên tại sao các bạn thấy á, khi mà thị trường sắp mặt lờ á, ở bên ngoài nhiều thầy bà nó cháy nát mẹ nó hết luôn, nó nghĩ đủ trò đến nỗi mà có hôm bữa có một bạn học viên nhắn tôi học cười, nó nói anh ơi sao cái khóa học cái khóa bên mình nó tăng nó lên liên tục từ 1.200 lên 1.868, 1.200 rồi 1.500 lên 1.700 chuẩn bị lên 2.000, trong khi có những cái khóa mà các bạn biết không, nó đang chạy bên ngoài nó giảm giá,
nó giảm giá mà cái khóa nó đang là 500 mà bây giờ nó cho trả góp 50% luôn và không thời hạn luôn. Các bạn hiểu tại sao không? Là tại vì họ vả quá mà họ cần tiền, mà họ cần tiền thì danh dự không còn nữa, không cần nữa. Trong cái ngành tài chính này các bạn cứ để ý là cứ tiền và tiếng nói nó đi chung với nhau. Một khi mà cái lượng tiền nó ít là tiếng nói nó ít theo liền luôn. Cho nên ở bên ngoài có những cái mà các bạn để ý là khi thị trường nó sắp mặt lờ biến động như Luna, Luna làm thị trường biến động này, hoặc là chứng khoán hay gì đó, ví dụ thằng Fed nó tăng lãi suất thì tự nhiên mấy thằng mà tay co này nó nghĩ cách nó cướp tiền của đám đông nhỏ hơn, thấp thấp hơn nó liên kết với sàn, nó đánh ví dụ chứng khoán thì liên kết với sàn, nó bán tháo xuống, nó bán tháo xuống đúng không, đập giá xuống để nó mua lại và nó sọt nó ăn nữa đó. Rồi những thằng admin leader cái chơi mà không trụ được ở giai đoạn này, nó nghĩ ra cái trò là nó giảm giá, nó bán tài liệu, nó bán khoa học, nó làm đủ kiểu. Nhưng mà chúng ta tỉnh táo chúng mới nhìn ra bản chất những thằng này thật sự ở giai đoạn này mà nó đẩy mạnh khuyến mãi thì nó là những thằng không có năng lực, không có năng lực, nó thật sự nó không có khả năng thực chiến, không có năng lực nó phải làm việc đó. Bản thân nó đang thứ tiền, nó đang có vấn đề, nó cái cách chúng ta quan sát thì cái này là nằm trong năm nguyên tắc dòng chảy tài chính, nhớ không? Là chúng ta học á, năm nguyên tắc dòng chảy tài chính đây chưa đó. Cho nên vừa rồi các bạn thấy cái thằng Fed nó tăng lãi suất thì của nó là thị trường chứng khoán mệt, tại vì Fed nó chủ yếu nó không đánh vô người dân đâu, nó đập vô mấy anh bự này, mấy anh bự này bắt đầu mới giở trò lên cướp tiền của thằng cấp thấp hơn. Lúc đó chỉ có dân đen ở dưới, ở những cái dân chơi F0 hay là player ở dưới cái tầng bậc dưới cả số 4 luôn, là trader dưới luôn là player, là nó nát lắm, bị lùa hết, bị giết hết. Đó là cái đó là cái dự định giờ bay, cái đó là cái sự khác biệt của những cái người mà thực chiến thực tế họ trải nghiệm được. Chứ thực tế bên ngoài làm gì có cái giáo trình giáo án mà dạy chúng ta là lãnh Luna là phải như vậy, dạy BKC là như vậy, EKH là như vậy, hay là GMT là như vậy, không không có. Tất cả những cái đó là chúng ta chỉ học một cái nền thôi, và chúng ta bắt buộc chúng ta muốn muốn hiểu nó, chúng ta phải cảm nhận nó, phải cảm nhận nó. Ví dụ sau bài hôm nay là mình đang định nói với các anh em là Luna đang cho chúng ta một cái bài học về thực chiến cực kỳ hiệu quả, cực kỳ hiệu quả. Các bạn sau bài hôm nay nha, các bạn dùng những kiến thức bài hôm nay, các bạn bật cái chặt Luna ra khung 1 phút, một phút là M1 ấy, và bên phải mở khung song song 2 chặt và 5 phút. Các bạn áp dụng cái kiến thức hôm nay, các bạn đánh 5 đô cũng được, đừng có đánh demo, nó không có cảm nhận tốt đâu, nó không có si nhê, nó không có đi đi vào đầu. Chúng ta nạp ít tiền vô 5 đô cũng được để cảm nhận và nhìn nhìn cái mối tương quan của thằng 1 phút và 5 phút đó đi, áp dụng VSA một lát chúng ta học, ok chưa? Áp dụng cái đó chúng ta cảm nhận, chúng ta đánh xem như thế nào. Sáng giờ em cũng đánh 1 phút và 5 phút cũng ok đúng không? Đó, chính xác, đánh như vậy đi, các bạn sẽ cảm nhận nhịp nhàng lắm. Và tại vì sao mình nói đây là cơ hội tốt để chúng ta cảm nhận con Luna, nó mang lại cho chúng ta một cái cơ hội tốt, là bởi vì á Luna nó đang đi một cái biên độ rất là mạnh, rất là mạnh. Các bạn biết sáng giờ đánh 1 phút và 5 phút mà đánh ít 10 là banh xác á, mà trên khung nhỏ đó thôi là đã banh xác rồi đấy, chứ đừng nói đánh 30 phút là nó nhấp nhẹ là chết liền luôn á, đúng không? Cho nên con Luna nó đang có một cái lợi thế là cái biên độ nó mạnh như vậy, thì bây giờ chúng ta đang trải nghiệm nó, thì chúng ta trải nghiệm nó chỉ cần khoảng 3 ngày thôi, nó bằng chúng ta trải nghiệm cả một tháng đánh bình thường. Tại vì bình thường chúng ta phải đánh trên khung 30 phút, còn nếu mà spot đánh trên khung 4 giờ và D1 đúng không, thì đánh trên cái đó thì để nó có một cái kết quả chúng ta phải mất rất là lâu, một ngày thậm chí 2 ngày mới có được cái kết quả đó để chúng ta chiêm nghiệm lại. Còn nếu mà chúng ta đánh con Luna bây giờ trên khung 1 phút và 5 phút hiện giờ, cái biên độ nó lớn đó, chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái kinh nghiệm học từ đó, chiêm nghiệm được rất là nhiều cái lệnh trên trên đó. Cho nên đây là cái cơ hội, chúng ta nhìn với góc tích cực chúng ta thấy cơ hội tốt để các bạn thực hành trên đó đó. Các bạn nói em thấy đánh khung lớn khó vì phải cảm nhận chuẩn chính xác, khung nhỏ chính xác. Các bạn biết tại sao những thằng thầy bà bên ngoài nó thất bại không? Nó thất bại là bởi vì thứ nhất là nó hiểu sai về đường giá, cái thứ hai nó đi vẽ trước đường giá trên khung lớn, trong khi năng lực của nó ở trên khung nhỏ, nó không có coi được, nó không vẽ được những cái mũi tên thần thánh trên cái khung nhỏ nữa, thì khung nhỏ nó đã sai rồi thì làm sao mà nó lên được tới cái khung lớn 30 phút, 4 giờ rồi D1. Cho nên của nó mãi mãi của nó vẽ không bao giờ trúng hết á, tỷ lệ trúng rất thấp. Nó trúng giỏi lắm, trúng được một nhịp sống, hai nhịp sống, hai nhịp là nó giỏi lắm rồi, chắc chắn các bạn luôn, sắp xuất thống kê là không bao giờ nó ra nhịp ba,
cho nên cô nó hay dùng cái từ là nó vẽ không chuẩn, rồi nó nói là vẽ là một chuyện, đường giá đi một chuyện, rồi đó là xác suất gì đó, ra không phải, không có xác suất gì đây, xác suất là do chính chúng ta tạo lập ra. Nếu các bạn hiểu đúng về cái đó, xác suất đó, nó sẽ diễn ra có, nhưng chúng ta lý giải được thì chúng ta gia tăng cái xác suất đó, chúng ta không lý giải được, không control được thì nó là gọi là hên xui. Để mình giải đáp, có hai câu hỏi sáng nay này, mình giải đáp xong rồi mình sẽ tắt cái mic chuyển hot cho bạn Hát Bạch ha. Các bạn nói là thầy kể là cái giai đoạn mà tháng 7 đến tháng 11 năm ngoái thì nó đang đi sóng 3 Elliott thôi đúng không? Sẽ là cái giai đoạn đó anh em mặc viên ao hàng. Thực ra nó không phải là đi sóng 3 Elliott đâu, nếu mà nói về sóng á, nếu mà thực sự mà soi về sóng á, thì chúng ta phải coi cái chạc D1 và là cuộc đi của nó, chạc tuần của nó đó. Còn về 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 chu kỳ trong năm á, dễ nhận diện nhất các bạn hình dung ra, trong năm nó sẽ có âm có dương, và nó sẽ có cái đợt nhập và cái đợt xả hàng. Đối với những tay to doanh nghiệp thì cái này mình nói nhiều rồi. Cái giai đoạn mà từ đây, tức là cái giai đoạn mà sau Noel cho đến cuối tháng 3, tháng 4, tháng 5 gì đó, là cái giai đoạn mà người ta sẽ phải phát hàng ra, phải bán ra để người ta trang trải cho nhiều nhiều thứ lắm. Noel là một cái Tết rất là lớn đối với bọn Tây Long mà. Xong rồi đến Tết Tây nè, Tết Ta nè, đó người ta phải trang trải rất nhiều thứ, thậm chí cuối năm người ta phải chốt sổ sau một năm kinh doanh lời lỗ để người ta phát thưởng cho nhân viên các kiểu. Thì nhìn chung là nước bị rút ra, tức là tiền tiền bị rút ra, thì nước bị rút ra rồi thì cái lượng nước trong 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 sâu chậu nó có bao nhiêu đâu, nó cũng sẽ bị giảm sút rất là nhiều đó. Thì khi mà nước bị rút ra rồi, vốn hóa bị xẹp lại rồi, thì cỡ nào nó cũng giảm đó. Và sau cái đó là cái phần âm, và sau sau đó nó là dương, là bắt đầu là thị trường nó lên dừng lại, bắt đầu nhiều cái trò game gì đó. Tại vì sau một năm là người ta rút ra rồi, công ty người ta đâu dẹp tiệm đâu, người ta đâu có đóng cửa điện đâu, đúng không? Người ta rút ra rồi, người ta sẽ tái đầu tư, người ta nghĩ ra những trò mới hay là các kiểu gì đó nhiều lắm. Là một cách, là một cái sau đó thì thị trường nó sẽ lên dừng lại, là dòng tiền nó lại đổ vào, nó tái đầu tư. Và ở giai đoạn đó chúng ta nhìn thấy có nhiều sương sàn á, mà nó tới nó mở ra những sương sàn mới nè, nó tới nó chào rồi các kiểu đó, là cái lúc là bọn nó đem tiền vô nó chơi lại, bọn nó đem tiền vô, tại vì bản chất sương sàn là ứng tiền cho đám đông mà, hình dung không? Thì khi một cái sương sàn nó phát triển, nó bắt đầu một cái dòng tiền lớn đổ vào nữa, là cách chúng ta quan sát. Rồi cái việc của chúng ta là chúng ta sẽ biết cái chu kỳ đó của nó, chúng ta canh từ bắt đầu từ tháng 8, 9, 10, 11 cho đi. Nhưng mà cần có những năm nó không, những cái này nó không nhất định ở tháng 11, có những năm nó kéo đến tháng 12 hoặc tháng 11, tháng 12 sắp mặt lờ luôn, sắp mặt lờ trước luôn, nó vẫn có đấy, nó giảm trước luôn vẫn có. Cái việc của chúng ta là chúng ta nắm cái chu kỳ dòng, cái chu kỳ trong năm nó của nó đó, chúng ta canh xem cái tháng, những tháng đó chúng ta xem thị trường nó lên như thế nào, chúng ta xả dần. Cái dấu hiệu xả dần là gì? Là hôm trước học rồi, USDT mà nó tăng, thị trường nó đang tăng, đám đông nó gọi là uptrend á, cái đồng của nó đứa nào trong cộng đồng của nó cũng nó uptrend rồi, ngon rồi các kiểu, nó lên rồi và coi lại dưới DT mà nó lên nữa, nó không giảm mà nó cũng tăng nữa đó, thì lúc đó chúng ta thắt dừng lại thôi, đúng không? Chúng ta thắt dừng, chúng ta sẽ không chắc là chúng ta thắt ngay cái vùng 65k đâu, chúng ta không chắc đâu, nhưng mà chúng ta sẽ thắt dừng ở những cái giá mà chúng ta bán xong rồi chúng ta được lại két. Tại vì cái thời điểm đó mà chúng ta không chốt, tay con cũng sẽ chốt, tay con nó cũng sẽ chốt, tại vì chất và lượng đang ngon mà, chốt là được lãi kép mà, còn nó sẽ chốt và nó sẵn sàng, nó đợi thêm 3 tháng 2 tháng gì đó, 3 tháng nó mua lại cái USDT là nó đã lời thêm một mớ rồi, nó vừa được lãi kép xong, nó ôm cái cục tiền đó, nó tái đầu tư lại USDT với cái giá thấp, nó ôm lại thêm một cục nữa là nó đã lời được nhiều rồi. Rồi các bạn hỏi là con ANC trên USDT bay mà hôm qua em đánh Marine không vào lệnh được, nó bảo lệnh giới hạn, các bạn biết tại sao nó không cho các bạn đánh, là bởi vì nó không còn Marine như các bạn bay, là không thanh khoản. Tại vì nhiều, ví dụ có những cái con mà xu hướng rõ ràng quá như con Luna vừa rồi, các bạn thấy nó giảm, cứ cứ sell là ăn, sell là ăn, thì thằng nào chả sell. Nhưng mà chúng ta vào sau rồi, những thằng khác nó có một cái cục quỹ giới hạn, ví dụ cái cục quỹ đó là 1.000 tỷ ví dụ, hoặc là cục quỹ quỹ đó là 1 triệu dưới đây, nó dành cho cái danh mục là ANC của đám đông mà bay, nó ứng ra nó cho bay. Nhưng mà khi mà đám đông khác, những người khác họ 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 họ, họ lít chuột hơn, nhanh hơn chúng ta, họ họ vay trước chúng ta rồi hết, thì bắt đầu chúng ta không không sell được nữa, chúng ta cũng chả bay được nữa, tại vì tiền đâu có là ứng, hàng đâu có đâu mà ứng, hình dung không? Thì chúng ta phải đợi chút, đợi một lát đó, có thằng nào nó bị thanh lý lệnh, nó chốt lệnh lời lỗ gì đó, bắt đầu đó, nó refill lại, nó back ngược lại cái lượng tiền quỹ của thằng thằng sàn,
thì bắt đầu chúng ta mới được đánh tiếp đó. À, cái quy trình này nó y chang bên chứng khoán đó. Còn thực tế các bạn nhìn đi, như cái vụ Luna từ Marine cho đến Israel Sport đều chết hết đúng không? Tại sao cổ nó chết? Là tại vì những cái lúc mà cổ nó lãi á, cái lúc mà nó ăn C3, cái lúc mà nó ăn Marine á, nó không chịu chốt ra, cho nên chỉ cần một cái biến cố của con Luna thôi là bây giờ là đám đông bên ngoài nó vứt vã liền luôn. Có cái đợt vừa rồi các bạn thấy rồi đúng không, có nhiều thằng admin nó bên ngoài nó bay hơi vài triệu đô, 5 triệu đô, 10 mấy triệu đô, mà cái tiền đó nó bay hơi không phải của nó, cái tiền đó nó làm ba cái quỹ gì đó, như thằng bữa thằng trong nước cộng đồng đó. Nó kêu là rửa các thành lập quỹ, chửi nó xong rồi lóc nó luôn á. Nó đặt cái kiểu đó là sao nó làm như vậy, là thành lập quỹ là nó lại đi ngược với cái việc 4 bước quản lý tài chính cá nhân và cái mô hình tháp tài chính người rồi đúng không? Và nói với các bạn luôn là tất cả những cái thằng giỏi, không phải là giỏi nữa, nó không phải là giỏi nữa, nó giỏi nó không làm mất tiền hay thiên hạ đâu. Tất cả những cái thằng admin lớn luôn đó, ở bên ngoài mà cái vụ Luna mà sắp mặt lờ đó, là do nó bị hỏng cái bài đó, nó bị hỏng cái bài đó. Những thằng mà ngày nào còn phê xe sang các kiểu sau vụ Luna nhìn lại nó còn phê nữa hay không, nó trầm cảm mẹ rồi bây giờ. Có một thằng em biết group kia bữa phê xe sang các kiểu mua coi quẹt thẻ tín dụng, mua coi một thẻ tín dụng, thẻ tín dụng 500 triệu, mà đợt này nó bay màu vì Luna do DCA các kiểu mất hết. Đó đúng rồi đó, banh xác. Cho nên 4 bước quản lý tài chính cá nhân là cái nền mà thật sự đám đông bên ngoài tụi nó làm admin là bởi vì nó có cái kinh nghiệm về chơi những cái đồng coi khác hay gì đó, mà nó không được học những cái tài chính nền, tài chính chuẩn chỉnh ở dưới leader đi lên á. Đến cái lúc mà nào đó nó gặp một cái sóng điều chỉnh lớn, nó gãy liền. Cho nên tôi nói thực tế cái vụ Luna một năm nó phải làm khoảng 1-2 vụ cho mấy anh này sáng mắt ra, cho mấy anh này phải đi học chuẩn chỉnh cái nền. Chúng ta sẽ nhìn về cái khung thời gian, nhìn về cái nến khoảng từ khung thời gian ngày 21 tháng 1 năm 2022 này. Và chúng ta bật để cho nến nó chạy. Thường mọi người có thể quan sát thấy rằng là ít có đội nào mà họ có thể dạy trực tuyến, dạy thực chiến ở trên trạc giống như bên Rikit của mình. Phần lớn họ chỉ mở trạc ra và họ chạy backtest thôi. Mà cái backtest này thì gần như là nhiều khi chúng ta đã biết rõ cái quá khứ rồi thì nói cái gì về quá khứ ấy, thì nghe nó cũng sẽ rất đúng, nó cũng rất hợp lý. Còn cái thực sự mà có thể nói, cái thực sự mà để nói về một cái khả năng của một cái trader thực thụ và có thể đào tạo ấy, là phải những cái người mà có thể mở, nhìn trà quá khứ, nhìn thời gian hiện tại và có thể nhận định được về tương lai. Và đây là cái thanh công cụ mà chúng ta, đây là thanh công cụ vẽ và các công cụ phân tích. Mọi người cũng tương tự như ở trên thanh thời gian này, mọi người có thể add bất cứ cái thanh nào. Khi mọi người add này, nó sẽ hiện ra cái thanh, nó sẽ hiện ở trong cái, nó sẽ có một cái thanh ngang như này. Mọi người có thể di chuyển bất cứ đồ trong màn hình ra để sử dụng cái thanh này. Đó, chúng ta add các cái công cụ mà chúng ta cần vào. Công cụ vẽ đường thẳng, tia dọc, tia ngang này. Có một cái công cụ em cũng khá là hay sử dụng. Hôm trước có một chị khi mà em để một chút chuyển sang chẳng biết. Có một chị nói về cái việc mà khi mà đánh ở trong cái vùng mà bánh mì kẹp thịt ấy thì chúng ta có thể đánh như thế nào. Em ví dụ này, bật Sonic R lên. Trên H4 ngày hôm, ví dụ H4 ngày hôm qua hoặc là trong một cái vùng sideways như thế này thì mọi người có thể sử dụng hai cái công cụ này. Đó là cái công cụ đường song song này và hoặc là cái công cụ mà tạo ra một cái khung song song như này. Thì khi mọi người sử dụng cái khung này, nó sẽ tạo ra một cái đường giá như này và mọi người có thể nhìn thấy là ở đây nó có một cái đường 50% ấy. Nó có một cái đường 50% này. Thì trong cái đường 50% này mọi người có thể, khi mà mọi người đánh ở hai biên của một cái vùng sideways này, chúng ta có thể TP an toàn ở cái vùng Fibo 0.5 của cái biên sideways này. Thì cái vùng sideways, bất cứ một cái vùng sideways cũng như giá lên một kênh giá tăng, một kênh giá giảm ấy, nó cũng sẽ có cái vùng
nó sẽ có cái vùng sideways riêng, vùng sideways à, vùng 0.5 riêng của nó, mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Đó, nó phản ứng rất là tốt với các cái vùng 0.5 này. Mọi người có thể sử dụng cái phương pháp này để đánh trong một cái vùng, trong một cái biên sideways như thế này. Có thể ăn hết được cả biên này, nhưng mà đây là một cái vùng TP an toàn, bởi vì có thể thấy rằng là ví dụ như ở đây này, nó lao lên, nó fake break và rồi nó đập xuống cái cản phía dưới này, rồi nó lại bật lên trên cái cản trên này, thì có phải là chúng ta vào lệnh ở đây thì chúng ta đã có hai lệnh ăn ở cái vùng này cho đến cái vùng 0.5 này. Và nếu khi mà đánh ở khung lớn, khi mà nó đã hình thành được hai cái điểm cạnh của hai bên này này, khi mà nó đã hình thành được hai cái đây nhá, nó đập, mọi người nhìn này, đập một lần này, hai lần này, ba lần này, khi mà nó đã hình thành được hai cái biên như thế này rồi thì chúng ta có thể ăn được một lần thứ ba tại đây. Lần này nó còn được một lần thứ tư tại đây, có nghĩa là sell xuống TP tại đây, sell xuống và TP tại đây. Mọi người có hiểu cái phương pháp mà đánh trong một cái vùng sideways này không ạ? Thì cái này nó là thực chất ý, mọi người mở khung lớn hơn thì nó cũng có thể là một cái vùng mà bánh mì kẹp thịt ở trên khung lớn thôi. Nó chui vùng 89-200 của Huawei. Vùng này thì biên nó lớn quá. Lần trước em nhớ là ngày trước buổi hướng dẫn về trading view gần nhất ý, em cũng có hướng dẫn là đánh ở trong cái khoảng thời điểm đấy thì nó là trong cái khung này, nó là cái biên này của Huawei này. Chia sẻ cách đánh M5 tỉa nến của Hắc Bánh luôn đi. Một lúc nữa em sẽ chia sẻ về cái việc mà đánh M5 của em. Còn đây là cái mà để chúng ta chú thích này, để chúng ta mark hoặc là nốt rồi. Thì cái này em thường hay sử dụng là add vào đây, chúng ta add và giải thích. Ngày trước, và mọi người nếu mà mọi người có hỏi gì trên nhóm học viên ấy, mọi người cũng có thể phân tích, mọi người add cái conao này vào và mọi người hỏi ngay trên nhóm học viên. Ví dụ là em ví dụ như ở thời điểm hiện tại này, rằng là giá lao lên test Sonic này. Đấy. Thì mọi người có thể add cái này vào, hoặc và mọi người vào cái phần mọi người có thể vào đây chụp ảnh này, hoặc là mọi người xuất luôn một cái file ảnh ra để mọi người add vào cái nhật ký giao dịch, hoặc là xuất link vào cái nhật ký giao dịch của mọi người khi mà mọi người lưu lại cái ảnh này. Thì lần sau khi mà chúng ta xem lại cái nhật ký giao dịch, mọi người chỉ cần mở ra và mọi người sẽ nhìn thấy rõ rằng cái lý do ngày đó mình, cái lý do mà tại sao mà chúng ta vào lệnh, tại sao chúng ta TP hay SL ở ngay trên chart như thế. Chỉ cần một cái lực rất nhẹ, nó đã đạp giá xuống rất là sâu, thì em SL ngay cây này đến cây sau nó lao xuống đúng TP của em ở cái dâu này luôn. Nó lao xuống ngay trong đêm hôm qua. Thì khi mà em sử dụng cái vun động này, em sử dụng vun động để em đánh trong M5 ấy, là em sẽ hay có cái cách. Đầu tiên là sẽ nhìn khung lớn nhé. Đầu tiên là em nhìn khung lớn. Ví dụ em thường M5 em chỉ lấy M30 là cái xu hướng chính thôi. Em không cần phải nhìn quá ra đến tận H4. Có thể nhìn ra H4 nó đâm vào một vài cái cản lớn ở H4 thôi. Còn thực sự ra mình xác định xu hướng không nhất thiết là phải ra H4. Bởi vì ở thời điểm hiện tại chúng ta H4 nó đang sideways như thế này. Thì ở trong M5 ấy, sẽ có rất nhiều cơ hội để chúng ta ra vào lệnh và để đánh ngắn. Mà trong thời ví dụ như cái thời điểm hiện tại ấy, thì an toàn đánh swing nó không an toàn, chỉ đánh scalp và đánh intraday thôi, đánh trong ngày thôi. Thì ví dụ em nhìn ở thời điểm này nó vẫn đang tạo ra đỉnh đáy sau cao hơn, đến khi mà nó không tạo ra cái đoạn này nữa này, thì nó không tạo ra đoạn này nữa, nhưng mà nó tạo được một cái cây chiến lược 1 ở đây. Nhưng em cũng không lo ở cái cây chiến lược 1 này, bởi vì trong M5